Xin chào mọi người và chào mừng đến với Cập Nhật Hàng Tuần, nơi chúng tôi sẽ giúp bạn bắt kịp mọi thứ đã xảy ra trong ngành công nghiệp chiến đấu trò chơi chỉ trong 10 phút. Tôi là người dẫn chương trình Ellie từ Game 3. Và bản cập nhật hàng tuần của tuần này sẽ bao gồm một số điều đáng chú ý tuần đầu tiên của tháng 8. Vì vậy hãy tăng tốc và hãy xem lại những gì tuần này cung cấp. Tin tức đầu tiên trong tuần, chúng tôi có một số thông tin thú vị về tái tạo trên 8X Cloud. NFTC thành tranh làm bằng máy. Mạng nơ đến John Google Cloud làm việc với nó. Phần mềm trí tuệ nhân tạo để làm nghệ thuật. Không chỉ bất kỳ nghệ thuật NFT, nghệ thuật cụ thể. Ai biến đổi tất cả câu lạc bộ ép cắt bảng 10.000. Và nếu những thứ này thành những tác phẩm nghệ thuật do máy làm, những tác phẩm nghệ thuật này ở dạng những bức tranh trừu tượng. Nhưng khi nhìn kỹ, những bức tranh có sự xuất hiện của con vượn, hình dạng giống với bộ sưu tập Uvalak nổi tiếng. Dự án được đặt tên là Asimanki, kết hợp khám phá cơ bản và nghệ thuật. Khía cạnh cuối cùng của sản phẩm cuối cùng, theo một tuyên bố chính thức, Asimanki đã tận dụng nhiều năm tiến bộ của AI, cùng với kỹ thuật khuếch tán hình ảnh. Tất cả hình ảnh đã được tạo thông qua cộng tác dịch vụ Notebook của Google, kết hợp với các computer. AI của Google có thể tưởng tượng những NFT này thông qua văn bản, mô tả và không chỉ là hình ảnh tham khảo. Một số ốc, khi biển có toàn bộ bức tường siêu nhỏ, được vẽ kỹ thuật số thành đường viền tương tự của vượn. Trong khi những người khác ACB hình con vượn, các trường cao đẳng pha trộn với các yếu tố tương lai. Không giống như thuế giá cao thông thường của trên, cơ sở CNFTC, bộ sưu tập 10.000 mảnh này bắt đầu chỉ với 0.001S. Tại thời điểm bán hàng bằng $1.4. Tuy nhiên bộ sưu tập đã bán hết, ngay sau khi niêm yết trên OpenSea. Theo người tạo ra nó, NFT cũng hoạt động như một mã thông báo ATT cho chủ sở hữu tham gia trò chơi Asimanki. Và hơn thế nữa, chúng tôi muốn Asimanki trở thành những mảnh ghép nghệ thuật mà bạn có thể treo trên tường của mình, mà còn bằng cách sử dụng công nghệ MIBA. Chúng tôi cũng có thể để chủ sở hữu đánh giá các trò chơi Asimanki và kiếm tiền thật khi bạn nắm giữ càng nhiều NFT khỉ. Bạn càng có thể chơi nhiều trò chơi và bạn có thể kiếm được nhiều tiền nói hơn. Rồi Hovi, nhà phát triển Block trên đằng sau dự án, sắp trở thành một streamer PC nổi tiếng, người được gọi là bác sĩ không tôn trọng, tiết lộ trò chơi NFT mới nhất của anh ấy chỉ để được đáp ứng với phản ứng trái chiều. Chơi game người phát trực tuyến YouTube bác sĩ không tôn trọng. Và chúng tôi có cái nhìn lén đầu tiên về anh ấy. Trò chơi bắn súng NFT sắp tới do tử thần vào thứ bảy. Phản ứng ban đầu đã được trộn lẫn tuy nhiên với một số áp đảo bởi trò chơi đánh bóng lười biếng vì thiếu tôn trọng. Đã đăng một tweet hiện đã bị xóa từ tháng 6. Cái đó, nó đã thổi bay bất cứ thứ gì từ cuộc gọi của nhiệm vụ. Công cụ trò chơi khác đã kêu gọi sự kiên nhẫn tuy nhiên, như trò chơi vẫn còn trong giai đoạn đầu của sự phát triển của nó và có khả năng trải qua nhiều thay đổi trước khi phiên bản cuối cùng hoàn thành. Hoàn toàn không tôn trọng. Có hơn 4 triệu người đăng ký trên YouTube và 2,4 triệu người theo dõi trên Twitter. Gần đây anh ấy đã tung ra What Hit đắp gấp 3 lần. Một studio chơi game có tên là Midnight Society đã giúp hợp tác với Polygon Studios, người phát triển NFT chơi game thông qua mạng lưới mở rộng Ethereum của Polygon. Đoạn phim đầu tiên cho thấy một cây gậy đơn giản, người chơi chéo với trò chơi phong cách, với một người chơi đang chạy và bắn mục tiêu ở tầm súng. Trò chơi mới dự kiến sẽ sử dụng NFT để cung cấp cho người dùng quyền sở hữu kỹ thuật số trong các vật phẩm trò chơi và phần thưởng theo trang web của Midnight Society. Nó gần đây đã bán hết, tất cả 10.000 người sáng lập được mã hóa vượt qua, bao gồm trong các tính năng trò chơi, tích hợp và một loạt các lợi ích khác. Phần cuối dựa trên đa giác của những thứ này có giá 50 một lần bật và được sử dụng như một cách để tài trợ cho sự phát triển của trò chơi. Cho tin tức thứ 3 trong tuần, đội ngũ đằng sau đồng Sumin Shiba Inu đã tiết lộ tên của trò chơi di động sắp tới của dự án hợp tác với CBC Taxi Tudinsi. Trò chơi có tựa đề CB Eternity và con tàu. Nhóm tiết lộ rằng nó sẽ có sẵn trên cả hai OpenFEB Sito và Google Play Sito. Điều này đang được phát triển như một phần của giao thức của dự án xây dựng một hệ sinh thái Metaverse và sẽ tương thích với Shiba Infinity của nó. Trò chơi chúng tôi cũng chuyển sang chế độ một trò chơi di động miễn phí thường xuyên và một phiên bản kết hợp bất kỳ và chơi với nó các tính năng thông báo thú vị được đưa ra khi dự án CB Inu
chính thức tròn 2 tuổi. Cộng đồng Shiba Inu đã phát triển thành một trong những cộng đồng lớn nhất và các cộng đồng tiền điện tử chuyên dụng nhất trong 2 năm qua bây giờ. Shiba Inu tự hào có hơn 3,4 triệu người theo dõi trên Twitter và tổng cộng 1,19 triệu người nắm giữ. Thay vì phục hồi lớn, chuyển động của Shiba trong thời gian này không đáng chú ý theo bất kỳ cách nào. Tại thời điểm thông báo, đồng min được giao dịch ở mức 0.00001152 và hiện đang ở mức 0.01189 tại thời điểm này. Cưới loại xu hướng lười biếng này là lý do đằng sau tiền điện tử mất vị trí trong top 10 tiền điện tử và hiện đã bị đẩy xuống vị trí thứ 15 sau sự sụt giảm định giá thị trường của nó. Tin tức tiếp theo sẽ rất thú vị cho cả NFTC và những người yêu thích nhạc pop funko. Funko đã thông báo rằng công ty đã hợp tác với Bezemon Global để phát hành một loạt bất kỳ trong số này dựa trên avatar yêu quý của Nickelodeon, thương hiệu Lassie Bender có tựa đề Avatar Legend. Bộ sưu tập sẽ có hình đại diện yêu thích của người hâm mộ, các nhân vật trong thẻ Lassie Bender và thẻ Legend of như nhạc pop kỹ thuật số. Avatar Legend mới nhất, bản phát hành nhạc pop kỹ thuật số từ Funko sẽ giảm vào ngày 9 tháng 8/2022 thông qua thả nền tảng NFT. Funko và Bezemon Digital tắc sắc ra mắt và của những sẽ có các nhân vật nổi tiếng như Avatar Eng, bao gồm CP rất Eng và Phanesan Eng, thượng phòng hoàng tử Suko, công chúa Azula và nhiều người khác. Gói cao cấp sẽ là 29.99 mỗi đơn vị. Và Funko nói sẽ có tổng cộng 625.000 NFT. Trong loạt phim Avatar Legend Digital tắc, mỗi gói Digital tắc cho bạn cơ hội để tiết lộ một trong những điều hiếm hoi. Funko Digital tắc khi mở, sau đó có thể được đổi thành phiên bản giới hạn miễn phí. Vật lý Peanut sưu tầm thông báo chi tiết về Avatar Legend của Funko. Và cuối cùng là kết thúc tuần này đánh giá hàng tuần. Chúng tôi có một số tin tốt từ một trong những trò chơi NFT được mong đợi nhất sau băng. Nếu bạn không quen, MetaGalaxy là một trò chơi thu thập thông tin đăng gần blockchain, được phát triển bởi một nhóm người nổi tiếng. Studio chơi game chẳng hạn như kích hoạt thương hiệu anime, PlayStation và Nintendo MetaGas. Đó là một trò chơi kiểu tám nhịp. Điều này sẽ làm hài lòng những game thủ hoài cổ và cũng làm cho nó có sẵn trên các thiết lập thông số, kỹ thuật thấp hơn. Trong trò chơi, người chơi sẽ tìm kiếm NFT loot bằng cách khám phá ngục tối và chiến đấu với quái vật. Người chơi có thể chơi một mình trên một nhóm và giành được mã thông báo, phần thưởng cho các cấp độ thách thức cạnh tranh. Vở kịch sắp tới để hành động, UpEG vừa phát hành phiên bản Enfer. Bất cứ ai cũng có thể thử nó bằng cách chỉ cung cấp một địa chỉ email và kết nối ví vào trang web của trò chơi. Mặc dù lối chơi trong Enfer đầu tiên này khá hạn chế, nó cho chúng ta một chút hương vị về những gì nó sẽ đến. Cho Cúc Vạn Thọ, bất kỳ ai cũng có thể thử phiên bản Enfer của trò chơi bằng cách truy cập trang web chính thức của Cúc Vạn Thọ. Nhấn nút phát Enfer sẽ bật lên một cửa sổ bất cứ nơi nào bạn cần nhập địa chỉ email của bạn. Tiếp theo bạn phải kết nối MetaMask của bạn, kết nối có dây vào trang web. Và cuối cùng bạn sẽ có thể chơi Enfer Login. Trong bản phát hành Enfer này, bạn sẽ bắt đầu trò chơi vào thị trấn Emberzo xưa, trò chơi cầu thả. Sau đó người chơi có thể chọn bất kỳ dungeon nào để chơi. Trò chơi có góc nhìn từ trên xuống ở các nhân vật nhỏ. Những con quái vật nhỏ như rắn sẽ tấn công bạn và bạn phải tự bảo vệ mình bằng cách cuối cùng bắn vào những con quái vật. Cuối cùng bạn phải đối mặt với một ông chủ Manusen mà bạn phải đánh bại. Ở đó là một số địa điểm tham quan ở thị trấn Emberzosu, bao gồm một thợ rèn ngân hàng, cổng và bến câu cá Antatavan Hanhon. Và điều đó kết thúc bản cập nhật hàng tuần của tuần này. Bất chấp thị trường giảm giá trầm cảm hiện tại, ngọn lửa trò chơi tổng thể và có thể đã từng thấy dường như vẫn hoạt động cực kỳ tích cực với tin tức tuyệt vời từ những người chơi lớn trong ngành. Vô số quan hệ đối tác lớn với các thương hiệu web 2 khác để cải thiện của cách mạng web 3 mới. Các trò chơi tải hàng đầu đang trong quá trình chữa bệnh.